là cùng một tâm lý, đều cảm thấy háo hức, đều cảm thấy bất ngờ và không kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Vui là vui, buồn là buồn. Cái con bé Trang ấy giống y như con cháu nhà tôi. Đấy, các cụ có thể chia sẻ với nhau và đấy là niềm vui trong cuộc sống. Nhưng cô bé ơi, cái điều giản dị nhất là điều thuyết phục nhất. Lúc đó cái niềm vui của em, niềm vui cô tấm tôi chui từ trong trái thị tem trầu giúp bà đấy, đó là khi em đẹp nhất. Người đẹp nhân ái, 20:10 Chủ nhật hàng tuần trên VTV9.